Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài mẫu hộp chiếc LG Z Flex. Đấy, chính là chiếc điện thoại cong thứ hai sau chiếc Samsung Galaxy Round. Nhưng cá nhân mình nghĩ rằng đây mới là điện thoại cong thật sự, tại vì nó có thể uốn dẻo đẩy vào sau đó đẩy phẳng ra. Còn với lại Samsung thì họ chỉ là làm một màn hình mặc định luôn, chúng ta không thể tương tác được với cái màn hình đấy. Cái cách đóng hộp thì LG họ làm rất là hay, là cái hộp chúng ta cũng sẽ cong một lớp như này đó để tạo thành một cái đường viền giống hệt như màn hình của chiếc LG G Flex. Thì với chiếc máy này là phiên bản sách tay từ Hàn Quốc, chúng ta vẫn chưa có bản quốc tế. Anh em nào chơi đồ Hàn Quốc thì chắc là sẽ biết đến nó nhiều. Đây là chiếc G Flex của mình. Đó. Nó rất là cong, nó cong và to hơn nhiều so với những cái gì mình tưởng tượng và mình nhìn thấy trên ảnh. Đúng là quá ấn tượng. Ở trong hộp thì sẽ không có nhiều phụ kiện cho lắm vì cái chiếc máy này nó hộp nó rất là bé. Chúng ta sẽ có sách cơ sở sử dụng đến từ LG. Có cục sạc, các kết nối và cuối cùng là tai nghe. Chúng ta hoàn toàn sẽ không có đóc sạc hay là thêm một cục pin nữa. Đó là lý do tại sao hộp nó bé như này. Và theo một số cái nguồn tin và cũng như là cái những cái trang báo mình đọc được thì cái chiếc LG G Flex này mặc dù là một phiên bản đặc biệt ở Hàn Quốc, chỉ được bán ở nội địa, chưa bán ở toàn thế giới, nhưng rất nhiều trang công nghệ trên thế giới đã bắt đầu có chiếc máy này. Rất là lạ, có lẽ là sự quan tâm của nó được nhiều quá nên vì thế nên họ xách tay từ Hàn Quốc về. Thì với chiếc G Flex, điều đầu tiên của mình sẽ không phải là nói cảm nhận trên tay của mình như nào, mà là cảm nhận trong đùi, trong quần. Đó, tức nghĩa là đi sâu vào trong quần thì mình nhận thấy là chiếc G Flex cho vào túi quần rất là khó chịu. Trong túi quần của mình ấy, mình cho vào thì lập tức nó bị cấn lên, cấn mạnh hơn nhiều so với những thiết bị khác. Nguyên nhân là nó bị cong mà. Như khi bạn thấy là mình để trên mặt bàn như này thì nó sẽ không úp thẳng xuống được mà sẽ luôn bị gồ lên một chút. Điều này dẫn đến cái việc cho vào túi quần chúng ta sẽ không thể ngồi được, vì càng ngồi thì cái lớp cong của nó càng lồi lên nhiều hơn. Nó lồi không đúng chỗ cần lồi mà lồi toàn bị lệch đi chỗ khác. Đó chính là điều mà mình không thích ở G Flex. Có lẽ với chiếc Z Flex này thì có lẽ các bạn nên kiếm một cái túi để đựng, đặc biệt là vào mùa đông thì các anh em ở miền Bắc sự có lợi thế là cho vào túi áo khoác thì tốt hơn, chứ cho vào quần thực sự là không hữu ích. Màn hình của nó thì rất là to và kích thước màn hình nó thuộc vào dạng là một trong những chiếc máy to nhất hiện nay, bạn thấy đây. Vì thế cầm trong tay của mình nó cũng gây ra một cảm giác là không thực sự thoải mái cho lắm, nhưng mà dần rồi các bạn sẽ quen. Với chiếc Z Flex này thì các bạn đã thấy là cái độ cong của nó sẽ không quá nhiều, nhưng mà vẫn đủ để các bạn có thể cảm nhận được khi bạn bật cái màn hình nó lên. Khi bật màn hình lên thì lập tức cái hình ảnh của mình cảm nhận được nhiều nhất là cái độ sâu ở chính giữa, còn trên và dưới thì mình không được tập trung nhiều, nhưng mà mình vẫn thấy là màn hình của nó rất là đẹp, màu sắc thì nó nịnh tương tự như chiếc LG G2. Một số điểm khác như là mặt sau này thì được làm cái dạng như kiểu là phay xước, giống như kiểu là chúng ta đang nhìn thấy vào một cái mặt lưng bằng nhôm, nhưng thực tế đây là nhựa. Như vậy là sau Samsung thì tiếp một nhà sản xuất khác tạo cho chúng ta cảm giác là nhôm cao cấp, nhưng mà thực ra đây chỉ là nhựa mà thôi. Cái lớp nhựa này thì lại hoàn toàn là bám mồ hôi vân tay, trông rất là kinh và các bạn phải thường xuyên lau cái sản phẩm này. Nhưng mà có một đặc điểm đó là ở trên mặt lưng của LG G Flex chúng ta sẽ có khả năng tự phục hồi vết thương. Tức nghĩa là nếu là bạn làm các vết xước nhẹ trên cái mặt lưng này, lập tức nó sẽ hồi phục lại và nó không để lại cái vết quá sâu. Tuy nhiên là nếu các bạn cào như kiểu là chúng ta lấy dao kéo cào vào thì chắc chắn là sẽ để lại rất là nhiều vết. Mình sẽ xem xét xin các anh bên 7S để thử cào mấy hôm xem nó có được không. Ở đây thì chúng ta sẽ có camera chính, chúng ta có đèn flash LED, đây là con mắt thần. Chúng ta có phím tăng giảm âm lượng và nguồn tương tự như trên LG G2. Và đương nhiên là cái phím này sẽ là đóng vai trò luôn một cái đèn nền, chúng ta thông báo khi sạc hoặc là chúng ta có nhận cuộc gọi tin nhắn. Bên trên này các bạn thấy là chúng ta sẽ có mic đàm thoại thứ hai này, cạnh phải hoàn toàn không có gì. Cạnh trái chúng ta thì sẽ có một khe cắm SIM, nó sử dụng micro SIM. Bên dưới này là chúng ta có cổng sạc micro USB, ra cắm tai nghe 3.5mm. Có anten thần thánh để chúng ta có thể xem được đài truyền hình ở bên hàm sáng. Nhưng rất tiếc ở Việt Nam chúng ta thì không sử dụng cái này để xem kim tiêm được, mà phải xem kim tiêm ở trên YouTube. Và như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn bài mở hộp chiếc LG G Flex. Cái cảm nhận cá nhân của mình là máy to, khó sử dụng cho một túi quần, nhưng mà cầm trên tay thì khá là thích và đem lại cảm giác rất là lạ. Mặt lưng của nó cũng cầm thiết kế cong này thì rất là thích tay. Màn hình của nó thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn, xem mà việc cong như này có ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng hàng ngày, hiển thị hình ảnh ra sao. Các bạn có thể video dùng kênh like, share với bạn bè. Và cái Mi 7S thì nhất quyết không cho mình cào cái máy này. Nhưng mà yên tâm, hôm nào mình bắt trộm con mèo lên đây thả xem như nào. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.